Lễ an táng em Trần Văn Minh Tâm, 27 tuổi, ấp Vĩnh Hòa. Kính thưa ở đây gia đình đọc con bà và anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Giờ tôi xin thay mặt gia đình em Trần Văn Minh Tâm là em trai ruột của tôi đã trút hơi thở cuối cùng vào 19 giờ 35 ngày 27 tháng 9 năm Giáp Thìn. Em tôi hưởng được 27 tuổi. Đây là sự mất mát lớn của gia đình mà không bao giờ kiếm lại được. Nhận được tin buồn đó, bà con cô bác thân bằng quý thuộc chẳng ngại đường xá xa xôi, nhín chút thời gian quý báu để thắp nén hương lòng tịnh tài tịnh Phật, cầu nguyện em tôi sớm cao đăng Phật quốc. Những thâm tình đó tôi xin đặt giả ghi lòng không bao giờ quên. Chút nữa đây em tôi đến nơi an nghỉ, xin nhờ cô bác anh chị em tận tình giúp đỡ để đưa đón em tôi, để đón em tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời cô bác trở lại gia đình để dùng ly rượu đậm đà chung trà chân tình gia đình xin đáp tạ. Trong lúc tan gia bối rối có sơ sót, xin ông bà cô chú thứ lỗi. Thank you.
Bà con cô bác mặc đồng phục tuần lễ hôm nay sách xưa có câu sanh ký tử quy sanh ly tử biệt đời người những người học rồi tan quán trọ trần gian được kiếp để kiếp người tới dừng trọ đi nhân dân sanh lão bệnh tử chắc hẳn không ai có thánh khỏi được trong kiếp người của chúng ta. Hôm nay anh đã xa lìa trời thế quy quý tốt được làm con cho đức Phật được sự thống nhất với gia đình được chuộc mai táng của chúng rồi đến nay trước thập ba nhớ hơn chưa buồn của gia đình tan biến sau đó để phần tăng lễ của anh có phần long trọng và trang nghiêm hơn chúng cháu sẽ được đình để lại với quan lễ động quan và di quan để đưa cổ anh về nơi an nghỉ cuối cùng không lúc chúng cháu mình để cái điều gì suy sót không cho tình tăng biến nhiệt tình bỏ qua cho và cho để lễ với quan chúng tròn chưa được phép bắt đầu.
quan đại tử tốt, tiếp theo là để đạo quan và di quan. Đại tử quý nghiêm cúi đầu chào. Thank you.
Rồi, đại diện nhà. Rồi, đại diện.